Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo Bác, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Buôn Ma Thuột đã có những mô hình, cách làm thiết thực, hiệu quả để qua đó có kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế trao tặng cho các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn, giúp họ có cơ hội được chăm sóc sức khỏe, tiếp cận với những dịch vụ y tế, vơi bớt một phần gánh nặng về chi phí. Đây là thùng quyên góp đặt tại bộ phận một cửa của xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột. Người dân khi đến làm thủ tục giấy tờ tại đây có thể ủng hộ tùy theo khả năng. Cuối năm, Hội chữ thập đỏ xã sẽ lấy số tiền ủng hộ này để mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Chỉ tính trong năm 2024, từ thùng quyên góp cộng thêm kinh phí vận động từ các mạnh thường quân, Hội chữ thập đỏ xã Hòa Thắng đã mua và trao tặng 81 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với kinh phí trên 17 triệu đồng. Thì tôi cũng góp một chút xíu nhỏ của mình vào trong cái chương trình của cơ quan. Dù số tiền thì nhỏ nhưng mà nhiều người ủng hộ góp gió thành bão để cho những người có cuộc sống khó khăn thì có được cái ưu đãi của bảo hiểm y tế. Nhận thẻ bảo hiểm y tế do Hội chữ thập đỏ xã Hòa Thắng trao tặng, gia đình anh Y Trinh Cờ Đó ở buôn Khom Leo không giấu được niềm vui. Gia đình anh thuộc diện đặc biệt khó khăn, đất đai không có, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào số tiền đi làm thuê của anh Y Trinh nên khó mua nổi thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2023, Hội chữ thập đỏ xã đã hỗ trợ vợ chồng anh hơn 2 triệu đồng để mua bảo hiểm y tế, giúp gia đình anh bớt đi một phần gánh nặng, lo toan của cuộc sống. Đây là thấy trong quá trình địa phương cũng như là Hội chữ thập đỏ, các cấp, các ngành đã hỗ trợ gia đình tôi rất vui mừng vì có cái bảo hiểm này là rất đỡ cho gia đình tôi không có gì hơn là cảm ơn chính quyền với lại các cấp. Cũng là hộ khó khăn được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, anh Yvonne Bực Rong cho biết nếu không có chiếc thẻ bảo hiểm y tế nghĩa tình này, gia đình không biết xoay sở thế nào mỗi khi ốm đau, bệnh tật phải nhập viện. Bên xã thì phí thập đỏ thì cho tôi cái bảo hiểm mức 60% đấy, và tôi 40%. Thì lỡ ốm đau thì là có bảo hiểm này cũng có ích cho gia đình. Nếu mà không có thẻ thì chắc thì đóng tiền thì rất là vất vả cho nhà và gia đình. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần tương thân, tương ái, Hội chữ thập đỏ các cấp thành phố Buôn Ma Thuột đã có nhiều mô hình, cách làm thiết thực, vận động hội viên hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế tặng người nghèo. Thông qua các mô hình như thùng tiền nhân đạo, hũ tiền tiết kiệm, nhiều người giúp một người, tình người từ phế liệu, các cấp hội đã trích kinh phí mua hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế tặng người nghèo. Thành phố đẩy mạnh cái vận động hỗ trợ để quyên góp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn cũng như người dân trên địa bàn, đặc biệt là những hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi mà nhà nước không có cấp thẻ nữa thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo cho Hội chữ thập đỏ thành phố là sẽ vận động phối hợp các nhà tài trợ để mà thực hiện. Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo là việc làm nhân văn, giúp cho các gia đình thêm điều kiện để chăm sóc sức khỏe, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Đây cũng là cách làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột.